Còn bây giờ trên sân khấu sẽ là một ca khúc vui nhộn của nhạc sĩ Phương Uyên. Ca khúc kể về một cô bé nhỏ nhắn dễ thương được bạn bè đặt cho là búp bê đẹp xinh. Và búp bê đẹp xinh sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của ca sĩ trẻ Thanh Thảo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.